Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Kênh Cút cùng bà Bếp nha. Hôm nay Nguyên Cút sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất là đặc biệt, rất là thơm ngon bổ dưỡng của người Nhật, đó là món trứng hấp chawanmushi. Rồi, món ăn rất là thơm, béo béo giống kiểu bánh lăng các bạn, mà ăn vị mặn mặn, rất là ngon các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ có nguyên liệu như sau là chúng ta sẽ có là 600ml nước dashi các bạn nha, và 3 quả trứng gà cùng với 3-4ml rượu sake. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm tôm các bạn nha, mình có thể là khoảng 50 con, rồi khoảng 50g cà rốt mình cắt các bạn nha, rồi 100g gà mình đã luộc và xé sợi các bạn, cùng với 5-6 miếng nấm không khô các bạn nha, mình cũng đã cắt luôn rồi. Rồi ngoài ra đó, nấm thì mình sẽ dùng cái dao mình sẽ khứa các bạn đó, mình khứa chéo các bạn đó, hình chữ thập á, cho đẹp các bạn nha. Và để lúc mình nấu cái nước sẽ thấm vào, nấm sẽ ngon hơn. Và ra về gia vị á, chúng ta sẽ có là nước tương Nhật các bạn nha, 3ml cùng với hạt nêm Honda-si của Nhật các bạn, đó 3g luôn, cùng với 3g muối các bạn nha. Đó, rất đơn giản nha. Đầu tiên thì mình sẽ trộn những nguyên liệu như là nước tương Nhật nè, rồi Honda-si nè, rồi muối nè, trộn chung với nhau nha. Rồi sau đó mình sẽ cho thêm rượu sake vào luôn đó. Ok, tiếp theo mình sẽ đập 3 quả trứng nha các bạn nha. Đập 3 quả trứng này ra, rồi mình sẽ trộn với cái nước hỗn hợp nước dashi á, nãy mình đã trộn muối nước tương rượu các bạn đó, mình sẽ trộn chung hỗn hợp này với trứng, sau đó mình sẽ khuấy đều lên và sau đó mình sẽ lọc qua rây các bạn nha, đó, cho nó không còn dính những cái cặn, những cái mà gọi là hỗn hợp nước, mình được hỗn hợp nước mịn nhất các bạn, là khi mình nấu á, giống kiểu nấu bánh lăng á, nó sẽ rất mịn và rất là thơm và ngon các bạn nha. Và tiếp theo thì mình sẽ lọc hỗn hợp trứng và nước dashi này qua rây các bạn nha. Đó. Mình sẽ lọc một rây, mình sẽ bỏ những cái lợn cợn đi. Đó. Lúc này hỗn hợp trứng rất là mịn luôn các bạn, nó giống kiểu bánh lăng vậy đó nha, mà dạng hương vị Nhật Bản các bạn, vị mặn á, ăn kèm với đồ hải sản luôn đó, rất là ngon các bạn nha, rất là béo và thơm luôn. Ok, và sau khi lọc xong mình đã là một tô hỗn hợp trứng nước rượu dashi các bạn, thì lúc này các bạn có thể cho rượu vào sau cũng được nha, hoặc có thể trộn rượu lúc đầu cũng được nha đó, mà thường là rượu nên cho sau cùng sẽ rất là hợp lý các bạn nha, không bay mùi. Và bây giờ mình sẽ chung một tô khác, mình sẽ cho những cái nguyên liệu như nấm, thịt gà, tôm đó. Mình sẽ cho vào, sau đó mình sẽ cho cái cà rốt vào luôn các bạn nha. Và cà rốt các bạn có thể hấp hoặc luộc chín trước các bạn, tại nó luộc khá lâu. Hoặc các bạn có thể mình nấu, mình hấp xong á, mình cho rốt xong cũng được, sao cũng được các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp nước trứng và dashi vào các bạn nha, và mình sẽ chuẩn bị mình đem hấp nha. Ok, và mình sẽ chuẩn bị đem đi hấp, là kể như là xong rồi các bạn nha, mình sẽ hấp khoảng thời gian từ 8 đến 10 phút các bạn nha. Các bạn lưu ý cứ khoảng 2-3 phút thì mình cứ kiểm tra một lần cho chắc ăn các bạn, tại vì hỗn hợp này nó phải vừa chín tới thì sẽ rất là ngon, giống kiểu bánh lăng vậy các bạn. Và sau khoảng 8 phút thì mình sẽ kiểm tra thử nha. Đó, nó đã gần như là nó chín rồi các bạn thấy không? Đó, mình sợ bạn thấy không? Đó, nó cũng như nó đã hơi lung lung rồi đó, bây giờ chín rồi đó. Các bạn có thể muốn ăn chín hơi có thể để thêm 2 phút nữa nha. Và đây là thành quả các bạn, rất là tuyệt vời nha.
rất là ngon luôn các bạn ơi. Đó, ăn vào cái vị béo béo nè, thơm mùi nước của dashi các bạn, rất là ngon luôn. Nước dashi, nước cá ngừ, các loại cá hải sản của Nhật đó các bạn, kèm với nguyên liệu như là thịt gà nè, đó, mình đã đút xương rồi, rất là, ăn rất là ngon. Đùi gà mà có da ăn ngon cùng với tôm mà, rồi rất tuyệt vời luôn nha. Ngoài ra sẽ có thêm nấm mông cô cùng với cà rốt nữa. Cái món này mà ăn kiểu giống như là món tráng miệng sau bữa ăn cũng rất là tốt các bạn nha, giống kiểu món canh của Việt Nam á, nhưng mà rất là ngon của Nhật nha. Mà nào mà hết béo thì ăn món này là đúng bài luôn đó các bạn, rất là bổ luôn. Rồi, chúc cả nhà có một tuần mới vui vẻ nha. Hẹn các nhà ở clip sau. Xin chào, bye bye.